mình có giống nhau không? ENU Đại học Quốc gia Hà Nội. Bích Sư Linh. Học trường Đại học Quốc gia Hà Nội ở Xuân Thủy nha mọi người. Không, em không biết dạy gì hết. Cái gì bảo tao đi dạy múa gì? Dạy múa kì, câu lạc bộ múa đó. Thôi ghê chưa, ghê chưa. Mày nói đây làm chủ. Thôi, từ chưa. Tai nạn khó đi chưa được nặng đi. Trường quản trị và kinh doanh. Mình học ở miền Nam các bạn. Mình học ở trong miền Nam. Tạ. Tóc sao vậy? Thôi được rồi. Con lương chú đáp ứng mạnh em chẳng giống Shopee. Alo ạ. Đúng rồi ạ. Vâng ạ, em bước vào trong đấy cho em. Vâng. Anh gửi số tài khoản qua thì nhận. Mọi người chuẩn bị ra hết rồi. Mà mình chuẩn bị quay tăng tóc. Nghĩ cái gì để quay tăng tóc ấy. Mình bọn mình vô cùng mình chuẩn bị tắt lại trên đây.